Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Top Bob. Ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho mọi người hai phiên bản của mẫu đồng hồ Neva tới từ thương hiệu đồng hồ cổ điển Alexander Surkhov. Thiết kế này phải nói tới mặt số chạm vân Goulache. Đây là họa tiết đường sóng hướng tâm được khắc kỹ thuật bằng tay bởi những nghệ nhân bậc thầy. Chi tiết kim dây hình chữ N tại vị trí 9 giờ cũng vô cùng ấn tượng. Neva sở hữu bộ máy độc nhất vô nhị caliber AS3105 Bonzot có nguồn gốc từ Nga, hiện đã không còn được sử dụng trên thế giới. Các bộ máy được đại tu và điều chỉnh tại nhà máy tư nhân của thương hiệu để đảm bảo giá trị lịch sử tuyệt đối cho chiếc đồng hồ. Song hành với thân máy là hai sự lựa chọn cho dây đeo. Dây da bê cao cấp được dập chìm thương hiệu vô cùng sắc nét, cùng khóa xanh đồng bộ với mặt số 43,5mm. Sự lựa chọn thứ hai là dây thép không gỉ Milanese thời thượng cùng khóa bướm tinh xảo chạm khắc tên thương hiệu. Và đó là Neva. Giờ hãy cùng mình chiêm ngưỡng một số hình ảnh khác của Neva để cảm nhận thêm về vẻ đẹp của chiếc đồng hồ này. Mình là Dương Thùy, hẹn gặp lại các bạn.